Em sẽ để cho mọi người xem. Wow, ok, good. Ok, bây giờ anh nhìn giùm em. Anh nhìn giùm em hai cái củ này nó có gì khác nhau không ạ? Bình nước muối không? Dạ, rồi bây giờ em cho một ly nước nữa hơn. Em cho một ly nước nữa để em chế lên đây. Tại vì á, em nhìn thấy có khác chưa ạ? Bên mình nó tươi trong luôn, bây giờ có thể cắn ăn được rồi đó. Hoặc là em rửa sơ qua chút nữa. Rửa nước thôi, tại vì sao? Nó đã bóc tách toàn bộ những cái vũ dầu, những cái phấn ở bên ngoài đó, chính là cái thuốc á. Người ta nếu không xịt thì không giữ được cái củ cải này tốt đâu. Tại vì nó rất nhiều loại sâu, rất nhiều loại nó có thể ăn cái củ cải này của anh. Đó, nhưng mà khi mà em rửa bằng nước của chén em quay thì từ đó trở về sau toàn bộ ai có cái máy chụp hình chụp cái là em đổ vô cái này giùm anh, đổ lướt lướt ở trên này giùm anh đó, này xó, đúng rồi, xói vô là em thấy nước nó chui vô ha, bên cây, còn bên đây em đổ, bây giờ tới đây em đổ bên này, mọi người thấy nước nó sao? À, như là nước đổ đầu dịch phải không? Dạ, yeah. Ban anh được rồi anh. Yeah. Ok, good. Rồi, và mình đã như vậy là mình đã có thể ăn được rồi em. Nó hoàn toàn là thiên nhiên, và khi mà chúng ta cảm thấy như vậy thì chúng ta mới hiểu là à, lý do tại sao mà cái nước rửa chén em quay nó lợi hại, công nghệ của nó không thể là phải là tẩy suốt. Đặc biệt em gái chút nữa em có thể rửa chén thử. Em sẽ cảm thấy cái cảm giác em thích em rửa chén này. Tại vì nó là dầu dừa làm cho da tay mình nó mềm và nó mịn. Wow. Rất là mềm và rất là mịn. À, chụp cho anh tấm hình ngay chỗ này đó. Anh thấy thí nghiệm lâu lắm rồi anh mới có cái củ này để thí nghiệm, chắc là tuần nào cũng làm củ này cho mọi người coi. Rất là rõ đúng không? Rất là rõ mà làm một lần là mình thích. Ok. Rồi. À, mọi người ngồi chụp tấm hình để mà cảm nhận nó là nó tuyệt vời như thế nào. Như một chai đó pha bao nhiêu anh? Một chai này Cưng pha được 12 chai này. Một chai này nó có 187.000 thôi. Mà Cưng pha được 12 chai này thì Cưng lấy 187. Chai là nó đậm á. Cưng lấy, thôi kệ, mình pha 12 đi. Mình lấy 187 mình chia 12. Thật ra đồ em quay rất rẻ. Mà nếu mà xài rất là lâu và mọi người hiểu được một cái thôi là coi như là mình yêu sản phẩm luôn. Mà có thể anh chơi sang, anh thí nghiệm củ bự này chứ mình chơi không sang, mình chơi cái nhỏ thôi cũng được. Củ này mình làm cho mấy người coi. Đúng không anh? Tại vì đây em làm cho một lần thôi thì nó sẽ là như vậy chứ cứ đúng ra mình lấy cục nhỏ. Anh chạm hai tay vô hai cái bông coi lâu quá không có demo. Yeah. Ok, very good. Chưa để thấy mặt anh. Tại vì lâu quá anh lại không có demo bằng cái củ này. Tại vì anh biết hết trơn á, nhưng mà anh ít làm thôi. Tại vì anh biết bản thân nó quá tốt rồi. Cho nên là nhà mình là sử dụng 100%, tức là nhà em là 100% xài cái đồ này organic của em quay hết. Từ cái nước giặt đồ là nước rửa chén là nước lau nhà. Nhưng mà lúc mà em bị thuyết phục bởi nước rửa chén là tại cái củ cải này, cái củ súp lơ này. Là khi mà thấy rửa vậy thôi là coi như gia đình mình dùng ok, an tâm em. Đặc biệt mà gia đình mình có nít đồ này nọ đó, dùng là coi như an tâm. Nó không có bị trừ sâu nữa, nó lấy được là trừ sâu nè, thuốc trừ sâu nè, thuốc kích thích tăng trọng tăng trưởng nè, đặc biệt là trứng giun trứng sáng ra bên ngoài. Khi mà em rửa rau sống á, em nhấn xuống giùm anh, em rửa bằng này, em lấy hai giọt ha. Em nhấn xuống em sẽ thấy những cái con nhỏ li ti nó chồi lên trên đó. Tại vì công nghệ của này nó bóc tách những cái gì mà dính vô là nó gỡ ra hết. Nó đâu có dính được nữa. Ví dụ những cái con kia nó còn dính được đây không? Thằng này là hết dính rồi. Gỡ đi mất hết rồi. Đúng không? Rồi ok ha. Rồi mình kết thúc cái nước rửa chén tại đây. Mà tính ra giá thành cũng cực kỳ rẻ. Mình cứ mua một chai này 187.000 về mình pha 12 chai này. Gia đình mình 4 người mình phải xài cả năm mới hết. Một lần mình pha là nước lã mình đổ tới đây ạ. Nước lã mình đổ từ đây, đây là nước lã. Mình thích mình chơi đậm chút, mình nhà mình ăn nhiều dầu mỡ thì mình đổ nước lã tới đây. Còn cái nước nguyên chất mình đổ nhiêu đây.